Em xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Hôm nay thì nhà Nguyên Vũ Audio xin giới thiệu đến các bác một cặp loa phải nói là cực kỳ phê luôn, về nói về chất âm. Đấy, nhưng mà nói về giá tiền thì lại rất là rẻ các bạn. Đấy, nói về chất âm thì cực phê luôn, phiêu dã man các bạn. Con này là con E252. Đấy, với cái phong cách thiết kế tức là cái ngôn ngữ thiết kế, màu sắc nó kiểu rất là huyền bí và rất là ma mị đúng không các bác? Đây. Đó. Con bát con tép nó nằm trong cái khoảng màu đen của cái phía trước này mà lại là đen bóng, trông nó kiểu cảm giác nó sâu thẳm các bác nhìn đúng không ạ? Cảm giác nó rất là sâu thẳm và trông nó rất là cái gì đó mà nó ma mị, kiểu cảm giác gây sự tò mò ấy các bác. Nhìn vào cặp loa mà mình cảm giác tò mò và trong đầu đặt ra những cái câu hỏi, à con này không biết tép nó có ra gì không, bát nó đánh có được không, đúng không ạ? Ngay lập tức mình sẽ đặt ngay câu hỏi ngay. Đấy. Thì cái ngôn ngữ thiết kế của nó là như vậy. Nó giúp cho người nghe, tức là phải cái gì đó phải tìm hiểu về nó các bạn. Nhìn một cái là phải tìm hiểu ngay về nó. Đấy. Thì đấy là cái ấn tượng ban đầu mà tốt nhất mà con này nó mang lại cho người trải nghiệm. Bất kể ai nhìn vào cũng đều muốn gì ạ? Thử trải nghiệm xem nó như thế nào. Đấy, với cái phong cách như thế này. Chân đây căng thì nó là chân bằng này, không biết là đồng mạ hay là đồng thật. Nhưng mà nhìn có vẻ nó là đồng thật đấy các bạn, chứ không phải đồng mạ đâu. Nhìn có vẻ cái đồng này có vẻ là đồng thật luôn. Đấy, 4 chân căng là 4 chân bằng đồng. Đấy, cứ gọi là đồng đi các bác nha, cho nó sang mồm đi. Kể cả mạ cũng được, nhưng mà hiện tại thì nó là đang màu đồng thì cứ gọi nó là chân đồng đi cho nó sung sướng. Đấy. Hàng thì nguyên bản cho các bác nhá, tất cả 100% luôn. Đấy, từ vỏ loa cho tới gì ạ? Cho tới cái phần ruột gan mọi thứ. Cam kết cho các bác hàng nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái, nếu không nguyên zin cứ alo cho em gửi trả lại hàng thoải mái. Được chưa? Đấy, riêng mua nhà các bác mua nhà ai thì em không biết, nhưng riêng mua nhà Nguyên Vũ Audio các bác có cái sự thoải mái. Đấy, có cái sự dễ chịu, bởi vì là âm thanh em nói thật các bác, nó không giống như cái khác. Các bác mua các cái đồ ăn hay đồ uống, hôm nay mình không ăn thì mai mình ăn, uống hôm nay không uống thì mai tôi uống đúng không ạ? Không uống thì nó vẫn còn đó, đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái âm thanh này nha, các bác mà đã không thích em thật các bác, mua về mà đã cảm thấy không ưng, không thích nha, chỉ có vứt là xóa thôi. Đấy, thế nên là em cũng phải nói rất là rõ quan điểm rồi. Các bác thích mua ở đâu được, không quan trọng. Nhà em không có quyền ép các bác, bởi vì tiền là của các bác, đúng không ạ? Tiền là của các bác, thế nên là không có quyền để ép các bác. Bất kể ai vậy thôi, đến cửa hàng nhà em lúc nào cũng được sự tôn trọng nhất có thể. Đấy, nhà em bán hàng với phương châm là gì? Chiều lòng khách đến và vui lòng khách đi. Tức là sao? Khách đến thích cái gì, cần cái gì, nhu cầu như thế nào, cứ nói ra bên em sẽ đáp ứng được hết. Còn cái nào mà ví dụ không đáp ứng được thì em cũng nói rõ luôn là không. Đấy, và mua hay không mua đều vui vẻ ra về. Chứ không có chuyện là à bác là đến cửa hàng là bác phải mua, không có cái chuyện đó các bác nhá. Cái đấy là không được phép. Với nhà nào thì em không biết, nhưng riêng với nhà Nguyên Vũ Audio không được phép. Tất cả 5-6 anh em nhân viên làm ở đây, không anh em nào được phép cái điều đó các bạn. Nhà em bán hàng không theo doanh số, mặc xác, cứ khách cảm thấy vui vẻ mua là được, còn không quan trọng. Bởi vì cái hàng bãi các bạn, càng bán hàng càng thoải mái bao nhiêu thì khách lại càng ủng hộ bấy nhiêu, càng bán với cái sự chân thật bao nhiêu thì lại càng được khách hàng yêu quý bấy nhiêu. Bởi vì hàng bãi các bạn, nó lại có cái hay ở cái điểm như này. Ví dụ như một con loa này nó đẹp, các bác bán giá cao, ok, khách vẫn chơi các bạn. Nhưng các bác mà đã sửa chữa nhá, hay là mông má nhá, kể các bác bán giá thấp không ai mua. Bởi vì sao? Không biết là như nào, nhưng mà em bán hàng 12 năm nay rồi. Những cái đợt đầu tiên mà em bắt đầu mới chơi hàng bãi, mới bán hàng bãi này, thì là cũng mới vào chơi, cũng mới vào bán đấy các bác, thì là thấy nó xấu xấu ấy, sơn lại. Đấy, rồi sửa lại. Đến lúc em thật các bác, có những cái mặt hàng em để 3 năm không bán được luôn. Em xin phép anh nghe điện thoại. Vâng, này, có bác khách bay lấy cái nồi cơm các bạn. Rồi, em tiếp tục giới thiệu các bác nhá. Đấy thì các bác cứ thích cái đầu chốt ở đấy nhá. Đây thì đấy, con loa thực tế đây các bác này. Công suất của loa nó là 100W các bác nhá. Đấy, tức là 100W là nhỏ nhất đấy, tức là maximum của nó lên tới 200 cơ. Min là 100, còn max của nó là 200. Đấy, hàng được gia công sản xuất tại Japan, tức là tại Nhật luôn. Thương hiệu là của Đài Nông rồi. Mã là E252 với trở kháng là 6 ohm, cầu bắp chuối. Đây, các bác nhìn này, nó thiết kế này, vuông thành cái phía sau lại thiết kế, tức là cái tấm này này nó lại hơi thụt vào trong, sau đó nhô cái viền này bên ngoài.
và nó làm theo kiểu là vuông góc. Đấy, vuông đét luôn, nhìn rất là đẹp. Đấy, màu sắc thì màu kiểu vân gỗ cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Này, màu vân gỗ này, con này các bác kề đâu cũng đẹp. Thực sự luôn các bác như vậy. Còn riêng về chất âm nhá, các bác không cần hỏi em quá hay không đâu. Bởi vì em khẳng định luôn con này 10 bác nghe thì 11 bác chốt. Bát cực kỳ ấm mà nó sâu các bạn. Cái dòng này nghe là sướng lắm. Đây, bát của nó, bát tiêu chuẩn là bát 14 các bác nhá. Đây, nó là dòng cặp loa chung các bác nhá, dàn chung. Cao là 34.5 này. Rộng là 20 này, chấm 5 này. Và sâu này, sâu là 24. Đấy. 24 là em chưa tính căng đâu, đây, căng của nó hai trước đây. Đấy, căng thiết kế cũng rất là đẹp luôn, đây. Đó, hai trước căng nhá. Giá cặp này em báo luôn. Cặp này bác nào chốt ngày hôm nay em để các bác giá này. 3.6 triệu các bác nhá. Giá là 3.6 đồng. Bác nào chốt alo em, hàng nguyên bản, nguyên zin 100%. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra thoải mái, không nguyên zin, gửi trả lại hàng. Vâng, em xin chào và kết thúc video đây nha. Bác nào chốt thì em sẽ có video clip test bàn giao lại nhá.